tu nhẫn nhục làm thế nào chuyển sự kiềm chế thành từ bi điều này tôi cần hỏi bạn bạn không thể hỏi tôi làm thế nào chuyển sân hận biến thành từ bi điều này vô cùng quan trọng phương pháp có rất nhiều phương pháp sử dụng thông thường là chuyển biến quan niệm đối với con cháu của bạn đối với người thân của bạn tâm sân hận này biến thành tâm từ bi cho nên hãy chuyển đổi quan niệm trở lại trong phật pháp phật thường xuyên dạy bảo chúng ta hết thảy chúng sanh cùng với chúng ta là đồng một thể dùng cách nói hiện tại là đồng một thể sanh mạng tự nhiên tâm từ bi liền sanh khởi lên chúng sanh tạo tác lỗi lầm cực nặng thì bạn vẫn dùng tâm từ bi để đối đãi họ Cần hiểu được Hết thảy Chúng sanh Và chúng ta là mối quan hệ như thế nào Điều này vô cùng quan trọng Điều này là trung tâm giáo học của Phật Pháp Câu hỏi thứ sáu Là sau khi quy y Có nên từ bỏ thân phận đảng viên không? Điều này là không cần thiết quy y là dành cho bất kỳ người nào quy y là học tập theo phật cho nên bất luận là nam nữ già trẻ hay ngành nghề nào thì quý y là cầu học các bạn nghĩ xem chúng ta đến trường để học tập để cầu học theo học với một vị thầy tốt bạn có phải ra khỏi đảng hay không bạn có phải từ bỏ quốc tịch không bạn có phải từ bỏ gia đình bạn không tất cả đều không cần thiết đây là học tập đối với bất kỳ điều gì đều có lợi ích đối với cuộc sống của bạn có lợi ích đối với cách làm người của bạn có lợi ích đối với công việc của bạn có lợi ích đối với quốc gia xã hội đảng của bạn đều có lợi ích điều này chúng ta cần hiểu rõ bạn đồng tu này có ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất là sau khi kết thúc thời khóa sáng và tối nhưng hương vẫn chưa cháy hết có thể dập tắt hương đi không lần sau khi tiếp tục thời khóa lại có thể tiếp tục thắp những cái hương đó làm như vậy có như pháp không không như pháp Hương vẫn chưa cháy hết Hãy để cho hương cháy hết là được rồi Không cần thiết làm tắt hương đi Thế nhưng thắp hương trước Phật Thông thường thắp một nén hương là được rồi Không cần thắp quá nhiều Hương này là biểu pháp Thắp quá nhiều sẽ tạo ra ô nhiễm không khí Cho nên một nén hương biểu thị tính Biểu thị giới định huệ Giới định huệ hương Cũng biểu thị ngũ phần pháp thân hương Là biểu đạt ý nghĩa này Câu hỏi thứ hai là cư sĩ tại gia thân thể có bệnh Trong đơn thuốc của bác sĩ Đông Y Có ngũ độc mà dân gian nói đến những thuốc này có uống được không có thể uống dùng làm thuốc có thể được thí dụ như rượu thuốc có thể dùng được tôi biết là ở đại lục có rất nhiều loại rượu thuốc dùng chữa bệnh cái này có thể dùng được điều này không phạm giới cũng không phá giới Câu hỏi thứ ba là người thật sự đại tu hành Rốt cuộc có chịu nhân quả không? Việc này Ngày xưa Bách Trường Đại Sư nói rất rõ ràng Người đại tu hành bất muội nhân quả Có phải chịu nhân quả không? Phải chịu Khi chịu nhân quả người đó biết rõ ràng Người đó hiểu rõ về cái nhân trước đây Và quả báo sau này Chịu nhân quả giống như việc trả nợ Không thể nói người đại tu hành Nợ tiền người khác rồi không trả tiền Đâu có đạo lý này Như định phải trả nợ Nhưng họ trả nợ một cách rất là thoải mái Trả nợ một cách rất quan hỷ Không giống như người bình thường Người thông thường khi trả nợ thì trong lòng cảm thấy Rất là khó chịu Không tự tại Thế nhưng người đại tu hành thì họ rất tự tại. Có bạn đồng tu này hỏi: "Người bạn tốt của con, từ nhỏ đã biết anh ấy sẽ đoản mạng, chỉ sống được đến 38 tuổi. Cho nên ngay đến đi máy bay anh ấy cũng không dám." Sư phụ nói Phật Pháp có thể giúp đỡ anh ấy được không? Làm thế nào mới có thể khiến cho anh ấy tin tưởng Phật Pháp Có thể giúp đỡ anh ấy Bạn giới thiệu anh ấy đọc Liễu Phạm Tứ Huấn là được rồi Vấn đề này phía trước tôi đã từng nói qua với các vị Những mạng là do tự mình tạo ra Tự mình có thể thay đổi những thí dụ cải tạo vận mạng có rất nhiều Như các bạn đều thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên Các bạn ở cư sĩ Lâm nhìn thấy 12 năm trước Ông bị ung thư Bác sĩ nói ông không sống được 3 tháng Đó là sự thật Kết quả xét nghiệm của ông Hiện nay vẫn còn lưu giữ Nếu đưa cho các bạn xem Sẽ khiến cho các bạn phát hoảng Tế bào ung thư phát triển ra khắp cơ thể rồi Ông cũng không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc Mà chạy đến cư sĩ Lâm làm nghĩa công Sống một ngày Thì vì Phật Pháp làm một ngày Hiện tại đã là 10 năm rồi Đều không có vấn đề gì Khi đi kiểm tra lại Thì tế bào ung thư của ông đều biến mất Trường hợp này là kỳ tích Trong giới y học Singapore Cho nên vận mạng có thể chuyển đổi được Vận mạng nhất định là có Biết được vận mạng là do chính mình tạo ra Và tự mình có thể thay đổi được vận mạng anh ấy có cống hiến lớn cho 30 người chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây Hy vọng sư phụ có thể giúp anh ấy Các bạn đưa bộ liễu phạm tứ huấn cho anh ấy là tốt rồi Ở đây chúng tôi có băng ghi hình của liễu phạm tứ huấn Đĩa VCD này tặng cho anh ấy Sách và đĩa đều tặng cho anh ấy Nói với anh ấy là xem nhiều lần Bình thường tôi dạy những bạn đồng tu mới học Phật là đọc 300 lần sách Liễu Phạm Tư Hướng Nếu không đọc nhiều như vậy Thì ấn tượng của bạn sẽ không sâu sắc Lòng tin của bạn không kiên cố Bạn có thể liên tục đọc 300 lượt Thì bạn tự nhiên sẽ hiểu ra là dẫn mạng có thể chuyển đổi được Ngoài ra có phải là Có tiền có thế lực cuộc sống sung túc giàu có là phước báo hay không và cuộc sống thanh bần đoản mạng khốn khó nhưng hiểu phật pháp trong tâm thanh tịnh nhiệt tình giúp đỡ mọi người thì không phải là phước báo phải không cách nói này của bạn sai rồi nếu có thể có chỗ ngộ trong phật pháp tâm địa thanh tịnh thiện lương điều này là phước báo chân thật cần biết là có tiền có thế lực cuộc sống sung túc nhưng nếu tạo tác tội nghiệp thì đó không phải là phước báo rồi đó là điều mà trong mắt người thông thường chúng ta nhìn sai loại phước báo đó là do đời trước tu được khi hưởng hết phước báo đó thì sẽ bị đọa lạc vào ba đường ác cho nên đó không phải là phước người nghèo khó lại là tốt vì muốn tạo tội nghiệp cũng không có cơ hội đây là tăng thượng duyên tốt chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành thì đời sau tiên đồ sẽ vô cùng sáng lạng Câu hỏi tiếp theo là Con người đang hưởng phước rất dễ tạo nghiệp Đúng vậy, không sai Nhưng khi người thanh bần khốn khổ Chỉ có hai bàn tay trắng Thì dễ dàng nhìn thấu Tin tưởng Phật Pháp Vậy thì Loại nào là gần với Phật Pháp nhất Loại nào mới thật sự là phước Điều này bạn đã hiểu rồi Tôi không cần nói lại nữa Câu hỏi tiếp theo là cầu mong Pháp Sư Từ Bi Tặng cho người cư sĩ trẻ tuổi như con Lời chân thành khuyên bảo những lời chúng tôi giảng mấy ngày nay đều là lời chân thành khuyên bảo đều là lời thành thật khi trở về các bạn đều có thể mang theo <laughs> bạn đồng tu này có bốn câu hỏi câu hỏi đầu tiên là niệm phật trong khi ngủ sau khi tỉnh dậy mới phát hiện đang niệm phật nên không muốn dừng lại cũng không muốn thức dậy không muốn cử động mà muốn tiếp tục niệm như vậy niệm phật trong tình trạng như vậy là ai đang niệm phật là chân tâm đang niệm phật hay là a lại do thức đang niệm phật có phải đó là thuộc về bất niệm tự niệm hay không niệm phật như vậy là công phu niệm phật của bạn bắt đầu có hiện tượng chính mùi nếu như bạn khởi vọng tưởng nhiều như vậy thì sẽ phá hỏng tất cả công phu của bạn rồi hết thảy cứ để mặc nó không sanh khởi bất kỳ ý niệm nào mới tốt, không được nghĩ ngợi lung tung, niệm thế này niệm thế kia, thế thì hỏng mất rồi. Còn nữa, khi niệm phật niệm lâu rồi, khi không niệm phật cũng có thể nghe được phật hiệu, đây cũng là cảnh giới tốt, âm thanh niệm phật đó rõ ràng rành rẽ. Rõ ràng là bản thân không niệm Phật Bên cạnh cũng không có người đang niệm Phật Đây đều là cảnh giới tốt Nhưng không được chấp tướng Nếu chấp tướng còn có phân biệt vọng tưởng Đó gọi là cảnh giới ma Vì vậy trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng Chỉ cần chúng ta không chấp trước Đối với hết thảy thì đều là cảnh giới tốt Câu hỏi thứ hai là Khi tỉnh tọa niệm Phật Bị hôn trầm Nhưng biết là hôn trầm Trong lúc hôn trầm Biết được câu Phật hiệu Vẫn không bị gián đoạn Hơn nữa Niệm rất rõ ràng Vì trong hôn trầm niệm Phật có được giảng sanh hay không Niệm Phật thì được giảng sanh Khi bạn hôn trầm mà Phật hiệu rõ ràng Thì chứng minh bạn không bị hôn trầm nếu như thật sự hôn trầm Thì Phật hiệu sẽ không còn nữa Người khác niệm Phật Bạn cũng không nghe thấy Thì đó mới thật sự là hôn trầm Vì vậy cảnh giới này Không phải là cảnh giới hôn trầm Câu hỏi thứ ba là Khi đang niệm Phật Phật hiệu rõ ràng rành rẽ Từng chữ rõ ràng Tiếp nối không gián đoạn Cảm thấy không có tạp niệm muốn thanh tịnh chỉ tiếp tục niệm câu phật hiệu này thì phật hiệu đột nhiên không còn nữa rất là tĩnh lặng lúc này nên tiếp tục quán chiếu như thế hay là tiếp tục đề khởi lại phật hiệu cảnh giới tĩnh lặng không có phật hiệu cũng không có tạp niệm này Có phải là thâm nhập vào giai đoạn thực tướng niệm Phật Hay là vô thủy Vô minh Đến cảnh giới này thì không biết Phải nên làm thế nào Trên Kinh Kim Cang nói Pháp còn đơn xã huống hộ phi Pháp Pháp niệm Phật chẳng phải cũng là Pháp sao chỉ vì vọng tưởng và chấp trước Nên không thể chứng đắc Trí huệ đức tướng như lai Nếu như không có vọng tưởng Chỉ có thể buông xuống Phật hiệu được không? Không thể buông xuống Nguyên nhân là gì? Bạn vẫn còn vọng tưởng Nếu như bạn không còn vọng tưởng Thì bạn sẽ không hỏi câu này nữa Bạn hỏi ra câu hỏi này Chứng minh vọng tưởng của bạn vẫn chưa đoạn dứt Cảnh giới này của bạn Trong Phật Pháp gọi là xã thọ Năm loại thọ là khổ vui lo mừng Bạn là cảnh giới xã thọ Thời gian rất ngắn, không lâu Tạm thời trong tâm không có lo mừng Thân không có khổ vui Phật hiệu cũng không có Tâm địa thanh tịnh Đây là cảnh giới tốt Nhưng thời gian rất ngắn Bạn không thể giữ được lâu Bạn nghĩ xem Bạn có thể duy trì cảnh giới này Trong 24 giờ đồng hồ một ngày không? Vậy thì bạn vẫn phải niệm Phật Bạn không niệm Phật thì vẫn bị đọa ba đường ác Cho nên đối với công phu niệm Phật Thập phương tam thế chư Phật khuyên hết thảy Đại Bồ Tát Trong Kinh Kim Cang nói không sai Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Chữ xả có ý nghĩa vậy bạn không nên chấp trước Không phải là không cần Nếu như nói không cần thì Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Thì bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật đã phạm phải sai lầm Ngài dạy mọi người xả Nhưng tại vì sao Ngài lại dạy nhiều như vậy Chẳng phải là Ngài đang hại người hay sao Phật dạy bạn xả là dạy bạn không được chấp trước Phật Pháp có cần hay không? Cần chứ Nếu không cần thì nguy to rồi hết thảy chư phật bồ tát dùng phật pháp cứu độ hết thảy chúng sanh hết thảy chúng sanh xa lìa phật pháp thì nhất định tạo luân hồi nhất định đọa ba đường ác đạo lý này nhất định phải hiểu vậy thì niệm phật trong cảnh giới này vẫn phải đề khởi phật hiệu lên đó là tốt nhất Câu hỏi thứ tư là Khi niệm Phật Cảm thấy nhập vào trạng thái Niệm mà vô niệm Vô niệm mà niệm Hoàn toàn tĩnh lặng Liên tục không gián đoạn Vô cùng yên tĩnh Tĩnh mịch Trong tâm xuất hiện Hai đến ba âm thanh đối thoại Phật hiệu cũng không bị đứt đoạn Đối thoại cũng rõ ràng Đây có phải là chúng tử A-la-gia thức hiện hành không? Điều này không cần phải để ý nếu để ý sẽ rất dễ bị ma dựa cảnh giới này nếu không để ý thì là cảnh giới tốt nhưng nếu để ý sẽ là cảnh giới ma người dụng công thường thường khi cảnh giới hiện tiền bất luận là cảnh giới thế nào đều không nên để ý đến cho dù là cảnh giới phật hay cảnh giới ma tất cả đều không để ý thì là cảnh giới tốt bởi vì khi bạn không có công phu thì ma sẽ không đến tìm bạn ma khinh thường bạn khi thời cơ đến ma sẽ đến tính sổ với bạn khi bạn hơi có công phu một chút đắc lực rồi Mà biết tương lai bạn sẽ giảng sanh thế giới cực lạ Mà sẽ không tìm thấy bạn được nữa Mà muốn báo thù thì sẽ không còn cơ hội nữa Cho nên Mà đến chướng ngại bạn Dùng rất nhiều cảnh giới để mê hoặc bạn Bạn không để ý thì sẽ không sao Nếu bạn vừa khởi tâm động niệm Vừa để ý thì bạn sẽ rất dễ bị ma lừa Sự việc thế này Phật trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều Nói cũng rất rõ ràng Pháp Sư Ngộ Toàn có hỏi một câu hỏi Niệm Phật Đường thành lập đến nay đã được một năm rưỡi Khi mới thành lập, đại đa số các bạn đồng tu đều rất tinh tấn Thế nhưng đến nay có rất nhiều người đã thối tâm ban động Vậy làm thế nào để có thể giúp đỡ họ sự việc như vậy cũng rất là bình thường người xưa từng nói học phật một năm phật ngay trước mắt học phật hai năm phật ở chân trời học phật ba năm thì phật thành mây khói hiện tại bạn học phật hai năm phật đã đi đến chân trời rồi và thời gian này của năm tới nữa e là người ở niệm phật đường sẽ không còn ai Cho nên có thể biết Niệm Phật thành Phật Là gì không dễ dàng gì Người Không có tâm nhẫn nại Không có tâm bền lâu Thì làm sao mà thành tựu được chứ Điểm này chính là sự khảo nghiệm Niệm Phật ở niệm Phật đường Mọi người đều rời đi hết rồi Chỉ còn một mình tôi niệm Phật một mình niệm phật càng tốt càng thanh tịnh càng tự tại nhất định không để ý người nhiều hay ít mà để ý những người thành tựu được mấy người trong tương lai người niệm phật ở niệm phật đường này có mấy người thật sự được giảng sanh sự thù thắng của niệm phật đường là nhìn từ chỗ này chứ không phải niệm phật đường có bao nhiêu người một dạng hai dạng người niệm Phật Mà không có đổi một người giảng sanh Thì niệm Phật đường này thất bại rồi Bạn xem Tây Phương sát chỉ Niệm Phật đường của giác minh diệu hạnh Bồ Tát Chỉ có 12 người Nhưng người nào cũng được giảng sanh Đó chính là sự thù thắng cứu cánh viên mãn không gì sánh bằng Cho nên cần hiểu đạo lý này niệm niệm thoái tâm đó là thiện căn yếu kém thiện căn phước đức rất mỏng điều này chúng tôi cũng không có cách nào phương pháp duy nhất là tại vì sao giảng đường này cần phải mỗi ngày giảng kinh ngày ngày giảng kinh là khuyên nhủ mọi người nhắc nhở mọi người chúng tôi chỉ có thể dùng phương pháp này để giúp đỡ họ Pháp môn tịnh tông Các bạn cần phải hiểu Là pháp môn thành tựu ngay trong đời này Là pháp môn một đời thành Phật Cho nên bạn quan sát tỉ mỉ Những người tu hành có giống như một vị Phật không? Có giống như dáng vẻ muốn thành Phật hay không? Người đó không giống Phật Không giống như dáng vẻ thành Phật Thì bạn cũng không cần lo lắng Bạn cần lo lắng cho chính bản thân bạn bớt lo lắng thay cho người khác chính mình phải cần ngay trong đời này nhất định thành tựu người khác có thành tựu hay không là việc của họ chúng ta luôn tận lực giúp đỡ họ tận lực hướng dẫn họ họ không chịu học thời đại ngày nay là mở cửa tự do dân chủ không ai có thể quản lý người khác được điều này nhất định cần phải biết cho nên có một số người hiểu lầm muốn mời pháp sư đi giúp đỡ họ nên họ đến tìm tôi tôi nói bạn sai rồi những pháp sư trẻ tuổi này nó là đệ tử của tôi là học trò của tôi tôi nói sai rồi không phải tất cả những pháp sư này đều là bạn của tôi các bạn nhất định phải biết Thời đại ngày nay không còn thầy và trò nữa Không còn học trò nữa rồi Học trò không nghe lời thầy giáo Không những Không còn thầy trò Không còn học trò Thậm chí nghe đến cha con Cũng không còn nữa rồi Con trai không nghe lời cha Con gái không nghe lời mẹ Vì thời đại tự do dân chủ mở cửa Mọi người đều là bạn bè Vì thì chúng ta đều rất tự tại rồi chúng ta cùng nhau chung sống sẽ rất vui vẻ nếu nhất định phải lập nên danh phận này vậy thì bạn sẽ sanh phiền não ngày ngày ưu tư ngày ngày phiền não đâu cần phải sống những ngày tháng khổ sở như vậy chứ mọi người đều bình đẳng mọi người đều là bạn bên bên giúp đỡ lẫn nhau bạn dùng tâm thái này sống ở thế giới này bạn liền tự tại bạn thật sự có thể buông xuống được rồi Có một cư sĩ hỏi Anh ấy nói gia đình anh Làm nghề ngư nghiệp Hiện nay anh phụ trách nghiệp vụ của Singapore Tất cả hải sản đông lạnh của nhà hàng khách sạn Đều do anh cung ứng Ngày nay nghe kinh Biết rằng đó là tạo ác nghiệp Trong tâm không an Nhưng nếu đổi sang ngành nghề khác Thì nghiệp vụ của người thân của anh ấy Ở các nơi như thái lan nhật bản sẽ bị ảnh hưởng xin hỏi pháp sư nên làm thế nào ở trong tình hình như thế này người tạo nghiệp chủ yếu không phải là bạn bạn là phục vụ cho người khác ông chủ là người tạo nghiệp là người đứng đầu các bạn là người giúp việc Giống như việc xử án gì Ông chủ là thủ phạm chính Các bạn là đồng bọn Tội của đồng bọn tương đối nhẹ Thế nhưng bạn cần giác ngộ trở lại Nếu bạn có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Nếu như đã bị đông lạnh chết rồi thì điều này là hết cách Nếu như nhìn thấy còn sống Thì bạn có thể phóng sanh Phóng sanh một con được một con Phóng sanh hai con được hai con Thế nhưng đã bị đông lạnh chết rồi Thì bạn nên thường xuyên Niệm Phật Tụng Kinh Hồi hướng cho chúng vậy thì sự giúp đỡ của bạn đối với những chúng sanh này tương đối lớn rồi hồi hướng cho chúng lợi nhuận mà bạn được chia sẻ lương bổng mà các bạn có được ngoài việc chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của chính mình Phần còn dư Thì đem đi phóng sanh Thì bạn không những không có tội Mà bạn đã tu tích công đức ở đó Cho nên bất kỳ trong trường hợp như thế nào Đều có thể tu tích công đức được Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này câu hỏi cuối cùng là hiện nay có rất nhiều phụ nữ phá thai làm thế nào để giúp đỡ những linh hồn thai nhi này cho những người phụ nữ phá thai dám nhẹ đi tội lỗi của họ phá thai là giết người hơn nữa là giết hại người thân của chính mình quả báo nhất định ở địa ngục điều này là do họ không biết sự nghiêm trọng hy vọng họ có thể niệm nhiều kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện đây là tội nghiệp cực nặng vì người này đầu thai đến gia đình bạn có bốn loại quan hệ đối với bạn tên kinh phật nói là báo ân báo oán đòi nợ trả nợ họ vừa đến bạn liền giết chết họ tuy là đến báo ân nhưng ân sẽ biến thành oán nếu như là đến báo oán thì báo càng thêm oán vì sao sẽ rất khủng khiếp cho nên đây là việc ngu ngốc tuyệt đối không thể làm sự việc không có trách nhiệm này thì quả báo bất khả tư nghị rất đáng sợ cho nên người thế gian vô tri Tạo tác tội nghiệp cực nặng thế này Cảm lấy quả pháo đời đời kiếp kiếp Không như ý Tai nạn đời đời kiếp kiếp